Xin chào quý vị và các bạn. Trong 24 giờ từ 13 giờ ngày 2 tháng 12 đến 13 giờ hôm nay, khu vực các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa đã có mưa rất to như Bạch Mã, Thừa Thiên Huế 328mm, Phước Hiệp, Quảng Nam 557mm, Giá Vực, Quảng Ngãi 190mm, Khánh Hiệp, Khánh Hòa 127mm. Trong đêm nay và ngày mai, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa trong 24 giờ từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Riêng từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, mưa lớn hơn với lượng phổ biến từ 50 cho đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Sau đó khoảng từ đêm mùng 4 tháng 12 đến mùng 5 tháng 12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên mưa lớn tiếp tục duy trì và tập trung tại khu vực Trung Trung Bộ. Do mưa lớn kéo dài nên từ nay đến ngày 5 tháng 12, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2 đến 4 mét, hạ lưu từ 1 cho đến 2 mét. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở trung du vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa. Trở ra với các tỉnh ở thành miền Bắc, đêm nay và sáng mai nhiệt độ thấp nhất tăng nhẹ, trời bớt rét buốt với nhiệt độ từ 15 cho đến 18 độ. Trưa chiều mai, khối không khí lạnh phía Bắc sẽ tăng cường trở lại, không còn có nắng và khô. Bắc Bộ sẽ nhiều mây, độ ẩm không khí tăng nhưng mưa không nhiều, chủ yếu là mưa nhỏ vài nơi, lượng không đáng kể. Nhiệt độ cao nhất ngày dừng lại trong khoảng từ 19 cho đến 22 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi tăng lên trên 23 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, thịnh hành gió Đông Bắc có cường độ mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, thịnh hành gió Đông Bắc mạnh cấp 5, phía Tây cấp 6, giật cấp 7 cho đến cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Thời tiết tại đây có mưa dông khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km và trong cơn dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, nguy hiểm, cần chú ý đề phòng. Đến đây bản tin thời tiết tổng hợp ngày 3 tháng 12 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.